chúng ta tin rằng là trên cuộc đời này không có gì tự phát sinh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Thảo nào tất cả chúng ta có mặt ở đây cũng phải có nhân, có duyên hết. Bây giờ chúng ta tu là gì? Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy thôi. Mà oán quý vị biết rồi, nên giải hay nên gây? Oán nên giải chứ nên gây. Gây thêm oán nào thù chi, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Nếu như quý vị gieo thù chút oán, quý vị có gặt lại cái quả đó không? Có. Cho nên oán thì nên giải, chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh, không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Vì vậy cái người tu chúng ta thứ nhất là gì? Đừng phản cảm những lời vô ý thức, đừng để lòng bực tức chuyện du dơ, đừng bận tâm những thái độ hững hờ, đừng sân giận những người hay gây sự. Vỗ tay. Đó là gì? Thứ nhất là phản cảm những lời vô ý thức. Quý vị hiểu cái từ vô ý thức không? Họ nói nhưng mà họ đâu có ý thức đâu. Mình tự nhiên phản cảm gì cho nó mệt. Đừng để lòng bực tức chuyện vu vơ. Hồi nãy chúng tôi nói hay có cái nỗi buồn vu vơ, giận hờn vu vơ, bực tức vu vơ. Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn, tào lao. Thấy không? Bực tức những cái chuyện gì đâu, nó vu vơ lắm, mơ hồ. Đừng bận tâm những thái độ hững hờ. Thái độ của người ta nhiều khi ta đang suy nghĩ cái chuyện trên trời dưới nước gì đó, ai biết ta hững hờ, cái mình đi ngang mà thấy người ta không quan tâm đến mình, cái bận tâm. Trời, nay sẽ gặp bà ngó lơ mình. Nó mệt lắm. Đừng sân giận những người hay gây sự. Đã cái người ta hay gây sự rồi mình cứ sân giận tối ngày sao mình chịu nói. Đó là bí kíp. Đừng chua xót khi gặp điều thất bại, thì tất cả nó là nhân duyên hết. Đừng đắng cay khi duyên đã không còn. Đừng ngậm ngùi về lời hứa sắc son. Đừng oán trách tình đời sao bạc trắng. Quý vị cứ đắng cay rồi ngậm ngùi rồi oán trách rồi chua xót. Bây giờ khuyên mình đừng chua xót khi gặp điều thất bại. Thì thất bại để mình thành công, phải không nè? Có thất bại mới có thành công chứ. Ai chiến thắng mà không bao giờ chiến bại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Chua xót làm chi? Đừng chua xót khi gặp điều thất bại. Đừng đắng cay khi duyên đã không còn. Bây giờ duyên nó hết rồi, chia tay rồi, mà cứ nghĩ tới cái nó nhói, đau khổ lum. Đừng ngậm ngùi vì lời hứa sắc son. Vì mình thừa biết rằng là người hứa người thề rồi người vẫn quên à. Ngậm ngùi chi cho nó mệt. Thấy không nè? Bây giờ quý vị có thể nghĩ là mình dựa vào cây là cây nó sẽ đổ. Dựa vào núi á, núi sẽ mòn. Dựa vào sông thì sông sẽ chảy, mà dựa vào người, người cũng đi à. Ở với mình hoài đâu. Muốn an vui thì dựa vào pháp. Muốn tồn tại thì dựa vào chính mình. Vì vậy đừng ngậm ngùi vì lời hứa sắc son. Đừng oán trách tình đời sao bạc trắng. Nãy chúng tôi nói rồi, thấy không nè? Là sao? Nó mất tiêu rồi. Lúc này giảng pháp nó hay quên đầu quên đuôi lắm, cho nên cần phải có tài liệu. Quý vị có nghe người ta nói một câu hay như thế nào phải không? Thiên tài không bằng tài liệu đó. Bây giờ mà quý vị biết không, kể cả các bậc thiên tài cũng không chịu nổi chúng tôi đâu, tại chúng tôi có tài liệu. Có nghe câu đó chưa? Thiên tài không bằng tài liệu, nghe chưa? Chưa nghe. Hôm nay mới nghe. Cho dù một cái bậc thiên tài nhưng mà không bằng sư chánh định có tài liệu.
phải không nè? Nè đó, nếu gặp điều cay đắng hãy nhẹ nhàng đừng sân, dù tình đời bạc trắng tất cả có nguyên nhân đó. Chúng tôi muốn quý vị là do dù cái cuộc đời này nó bạc trắng như voi, gặp được cái trường hợp là bạc bẽo lắm, nhưng mà mình cũng đừng có gọi là đừng có quán trách tình đời sao bạc trắng. Cái bản chất nó như vậy. Đừng đau khổ khi gặp điều nghiệt ngã, đừng lạnh lùng như sương gió mùa đông, đừng thở than khi họ đã thay lòng, đừng luyến tiếc những gì không còn nữa. Quá khứ nó qua rồi, Phật dạy cho nó qua đi. Đừng nắm những gì đang bay để rồi vụt mất. Đừng nhìn lại những gì đã mất để rồi lòng lại đau. Đó. Đừng nhìn lại phía sau để rồi tuyệt vọng. Đó. Là dạy mình phải nhìn lại phía trước. Đừng nhặt nha, những gì đã vỡ để rồi đứt tay đó. Quý vị thấy cái ly mà nó vỡ rồi, quý vị nhặt lại nó quá đứt tay. Không nè. Đừng nắm những gì đang bay đó rồi vụt mất. Bây giờ cái người ta đã không muốn ở với mình nữa, ta muốn bay rồi. Thì mình thì sao? Mình cho bay luôn hả? Tiễn vong. Anh trả, em trả anh về dưới gió sương, để anh thỏa mãn mộng muôn phương. Cánh tay bé nhỏ không ngăn nổi, chân cẳng anh đi dạng nẻo đường. Thì sao? Tiễn dòng. Dòng này ghê quá, tiễn càng sớm càng tốt. Đúng không nè? Đó. Đừng thù hận những người làm mình khổ. Đó. Hôm nay cái bí kíp mà mình sống được an vui, an nhàn hạnh phúc là đừng thù hận những người làm mình khổ. Đôi khi phải cảm ơn họ. Tu không phải để sợ khổ nha. Người tu không có sợ khổ. Sợ khổ lấy gì tu? Cái gì mà sợ khổ hay sao tu? Thấy khổ mà tâm không động, đó mới là công phu. Vỗ tay. Thương quá. Bác này bác tính vỗ tay là có bác dấp cái bác đứng lại để bác dấp vỗ nữa. Tức là cái người tu chúng ta không có sợ khổ. Bởi vì mình có một cái đề mục tu là minh sát khổ. Hiểu cái từ này không? Minh sát là quán sát một cách trí tuệ về cái sự khổ. Hồi nãy chúng tôi có nói rồi, cái bí kíp thứ hai của chúng quý vị là gì nè, nhớ không? Không ai nhớ nổi đâu, chúng tôi cũng nhớ nổi nữa, phải có tài liệu. Nếu gặp điều đau khổ đó, hãy nhẹ nhàng vươn lên, đừng chùng chân tại chỗ, lấy khổ đau làm nền. Thấy không nè? Tức là bây giờ mình sợ đau khổ thì mình làm sao mình lấy cái khổ đau mình làm nền được. Nó rõ ràng như vậy. Vì vậy đọc theo chúng tôi câu này đi cho nhớ, chứ bây giờ già cả dữ lắm mà. Tôi định chắc giảng pháp cho tới 50-60 tuổi chắc xin về hưu quá, vì nó quên hết trơn rồi sao vậy. Những việc làm của ngày trước là thước đo của ngày sau. Đó là nói về nhân quả, đúng không? Những việc làm, những cái nhân này mình mới hiểu ra. Ngu thường trực, mà khôn thì đột xuất à. Cho nên không riết rồi mình nói một câu là không có cái ngu nào nó giống cái ngu nào hết. Trời ơi, nghe lời đường mặt dụ dỗ rồi cái mình nghe lời xong cái mình thấy ngu quá, cái mình hứa với lòng mình là kỳ sau phải khôn à. Nhưng mà khổ cái bệnh của mình là cái bệnh ngu thường trực, cái buổi sau có tiếp tục ngu nữa. Riết rồi là ta nói là không có cái ngu nào giống cái ngu nào á, là mình ngu triền miên luôn. Đó, cho nên là những việc làm của ngày trước là thước đo của ngày sau, là cái nhân mình gieo á là cái thước đo của ngày sau. Nhưng mà những tổn thất và nỗi đau là phép màu để tỉnh ngộ. Đừng thù hận những người làm mình khổ, đừng phân bua với những chuyện thị phi, đừng bức xúc những chuyện chẳng ra gì, đừng bất mãn khi gặp nhiều chướng ngại. Đừng lầm tưởng mọi điều không nhân quả. Cái câu này chúng tôi muốn nhấn mạnh.
quên rằng tất cả cũng duyên sinh. Đừng để tâm nổi sóng gió bất bình, đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản. Như vậy thì mình muốn cho cái tâm hồn mình nó thanh thản an nhiên, cái bí kíp là đừng có chấp. Chấp gì? Chấp thủ. Phải không? Nghe không kịp phải không? Đọc theo đi, cũng vậy nhé. Đừng lầm tưởng mọi điều không nhân quả. 2, 3. Đừng quên rằng tất cả cũng duyên sinh. Đừng để tâm nổi sóng gió bất bình. Đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản. Về viết ra tờ giấy, dán lên đầu giường, trước khi đi ngủ đọc, thức dậy trước khi xuống giường đọc. Để làm chi quý vị? Để làm chi? Để nhớ. Hay. Còn người nào mà đọc hoài không nhớ, làm ơn đốt nó ra, bỏ vô ly nước, uống vô bụng. Đốt tờ giấy luôn, trái ra trò, bỏ vô ly nước, uống vô bụng. Nhớ nổi không? Không nhớ hả? Nó còn quên luôn, nhớ gì? Đọc lại. Đừng lầm tưởng mọi điều không nhân quả. Đừng quên rằng tất cả cũng duyên sinh. Đừng để tâm nổi sóng gió bất bình. Đừng chấp thủ để tâm hồn thanh thản. Thuộc chưa? Đọc cái nào thuộc rồi nghỉ. Thuộc nói không? Chiều nay học bốn câu này nói không? Thôi bây giờ lấy câu ngắn đọc đi. Câu ngắn này, câu ngắn nó cũng ý nghĩa vậy. Nếu gặp điều đau khổ, 2, 3, hãy nhẹ nhàng, hãy nhẹ nhàng vươn lên. Đừng chùn bước tại chỗ, lấy khổ đau làm nền. Thuộc chưa? Câu nào cũng không thuộc rồi vậy. Thấy quý vị lớn tuổi mà cũng chịu học kinh nữa, cho nên chúng tôi thưởng quý vị bài hát đi cho nó có tinh thần rồi học tiếp nha. Hôm nay chúng tôi tặng quý vị một bài hát là Đêm Buồn Tỉnh Mộng, được viết theo cái bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ. Biết cái bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ không? Hả? Biết không? À, bây giờ nghe Đêm Buồn Tỉnh Mộng. Bây giờ tỉnh mộng rồi. Hồi đó là tỉnh lẻ đó. Đâu ai thuộc cái bài Đêm Buồn Tỉnh Lẻ lên hát cái coi. Đã lâu rồi sao? Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi, hay mất mái trường kia, em tôi còn học nữa hay ra đi từ đâu rồi? Thấy không? Tỉnh lẻ mà. Bây giờ quý vị nghe tỉnh mộng nha. Đã lâu rồi tôi mong muốn đi tu, những nhân duyên bị trăn trở, đến ngày nay nhân duyên vừa hội đủ, tôi quyết tâm đi tu liền. Ngày xưa đó tôi tham cánh lầm than nên say mê chẳng lìa xa, mấy năm qua rồi tâm tư chợt bừng sáng, soi ra trong gian pháp ai ai chẳng lo tu, điều đến vô thường. Ôi nhân gian sâu đáo canh lầm than chẳng lìa xa, còn lưu liên hỡi ai ơi. Ôi bao nhiêu mong ước xây hạnh phúc nay đều đã như mộng ảo trong bụi đầu. Mau tu tâm làm sao cho sâu đau chẳng còn đây, lòng ai oan chẳng dương mang. Mau
công phu cùng tiến, cho giải thoát, cho hạnh phúc, cho chúng sanh đều nương theo. Cõi ta bà hàm nhẫn mai lo tu, mong mai sao được giải thoát. Cảnh lạc bạn lung linh hào quang, chiếu soi thông ra mười phương trời. Cùng tu tiên hăng say trong đạo, tâm luôn gắn công dày qua cao. Tánh tâm cô tìm chẳng như nơi Phật tánh, xưa nay không sầu não, mong ai cũng trao tâm điều hướng niệm bàn. Tỉnh mộng hay tỉnh lẻ? Tỉnh mộng. Có gì gì thấy cái nào hay? Tỉnh mộng hay hơn phải không? Thấy chưa? Đó, còn cái kia gì em tôi còn học nữa hay ra đi từ lâu rồi nữa. Còn cái này là tỉnh mộng. Nè, cảm ơn quý vị quý nhiều, cho rằng vỗ tay đi. Bây giờ trở lại chúng ta tiếp tục học nha. Nếu gặp điều đau khổ, hãy nhẹ nhàng vươn lên, đừng chùng chân tại chỗ, lấy khổ đau làm nền. Cái người tu chúng ta mà dùng cái bí kíp bằng cách là lấy khổ đau làm cái nền tảng để mình tu, thì quý vị còn sợ khổ đau nữa không? Đó. Mà quý vị không còn sợ khổ đau nữa là quý vị được hạnh phúc. Đơn giản. Vì mình sợ khổ đau cho nên mình không thấy hạnh phúc. Đúng không nè? Bây giờ mình không còn sợ khổ đau nữa thì đối với mình đâu có cái gì là khổ nữa đâu. Thì chỉ còn lại là hạnh phúc. Trước đây á, mình chưa tu á, nghiệp đến mình sợ không? Phước đến thì mình vui, mình mong. Mà nghiệp đến thì mình sợ lắm. Bây giờ mình tu rồi thì nghiệp đến mình không sợ nữa. Gặp người mã lị chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Như vậy thì còn sợ nghiệp nữa không? Sợ không? Chắc nó đại quá, sợ muốn chết thì nó không sợ gì đó. Đối với Đức Phật, các bậc thánh nhân, cái người có trí tuệ, họ không có sợ nghiệp. Vì nghiệp là của ai? Mình trả nghiệp của ai? Đâu có trả nghiệp của bạn cái bên đâu mà sợ. Thấy không nè? Phước ai nấy hưởng, nghiệp ai nấy mang, ai ăn nấy no, ai tu nấy. Giỏi quá vậy. Mà vậy mà mình sợ nghiệp chỗ này nó tào lao. Xác định lại là nghiệp là của ai? Của mình. Mình trả nghiệp của mình hay là trả nghiệp cho các bạn kế bên? Vậy còn sợ nữa không? Chỉ sợ là nghiệp nó đua lộn cho mình thôi. Mà nghiệp thì nó không bao giờ nó nhầm lẫn. Nghiệp báo rất phân minh. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phần mình kết thành. Phân minh lắm. Cái tòa án phân minh nhất trên thế gian này, đó là tòa án nhân quả nghiệp báo. Không có lẫn lộn. Của ai nấy trả. Đừng có sợ. Trước đây thì nghiệp đến thì mình sợ. Bây giờ cái bí của mình tu là gì? Nghiệp đến mình không sợ. Khổ đau đến mình không. Khổ đau đến mình còn không sợ nữa thì còn sợ cái gì? Thì mình đâu còn khổ đau. Chính vì mình sợ cho nên mình khổ đau. Thấy không nè? Do bạn mong cầu hạnh phúc cho nên bạn rất sợ khổ. Do bạn mong cầu thành công cho nên bạn rất sợ thất. Cho nên bạn thường thì bạn mong cầu đẹp cho nên bạn sợ xấu. Bạn mong giàu cho nên bạn sợ nghèo. Mà cái điều quan trọng nhất là bạn mong sống thì bạn rất là sợ chết. Thấy không nè? Mình ham giàu sợ nghèo lắm. Không tin chúng tôi mấy người mà tối ngày cứ nghĩ giàu, sợ nghèo dữ lắm. Mình ham đẹp cho nên mình sợ xấu.
Trời ơi, gì đâu có nổi có một mụn mà nó khó chịu đâu mà mấy ngày. Cứ sợ mình xấu vì mình ham đẹp. Còn cái người mà không ham đẹp, xin lỗi nghe, đàn ông họ đâu có ít ham đẹp hơn phụ nữ, cho nên giờ nổi tám một mụn họ cũng tỉnh bờ. Còn phụ nữ nghe, nổi chừng một cái chỗ này coi, trời ơi tôi khó chịu quá, làm sao cho nó hết cái một mụn này. Thấy không, là vì mình ham đẹp cho nên mình sợ, sợ xấu. Mình ham giàu sợ, mình ham khen cho nên mình rất là sợ bị chê. Thấy không nè, mình ham đau, đau khổ. Và cái điều cực kỳ quan trọng là mình ham sống cho nên mình sợ chết. Theo quý vị nghĩ có đúng không? Thật sự thì cái chết nó không có đáng sợ, mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Tại vì có ai sống không? Có ai sống hoài không? Sinh ra đời cũng một lần phải chết hết. Kể cả Đức Phật còn viên tịch. Các anh hùng hào hiệp tiếng tâm lẫy lừng cũng cuối cùng rồi cũng chết. Thì mình làm sao tránh khỏi? Phải không nè? Ai sinh ra đời cũng một lần phải chết hết. Có ai sống mãi ngàn năm giữ hoài không? Đâu. Nhưng mà hiểu tại sao mình lại sợ chết? Cái gì thử ngồi suy nghĩ coi. Chúng tôi báo cho quý vị biết nghe. Thật sự ra tại vì mình ham sống quá, mình sợ chết. Mình ham sợ mất. Mình ham có thì mình sợ không đó. Bây giờ quý vị có tin chúng tôi rằng là Phật giáo chủ trương luân hồi nghiệp báo không? Đó. Mà chủ trương luân hồi thì đồng nghĩa là chúng ta có đời này, đời trước và đời sau. Và quý vị có từng đọc trong kinh nghe cái câu là luân hồi vô số kiếp không? Đó. Nghĩa là mình đã chết vô số lần, đúng không? Cứ mỗi lần luân hồi là mình chết với luân hồi. Như vậy thì từ cái câu mà luân hồi vô số kiếp thì đồng nghĩa với chúng ta đã từng chết vô số lần. Mà chết nhiều như vậy, chết đếm không nổi luôn. Mà bây giờ chết thêm lần nữa sợ. Sợ không? Không hả? Mới gật đầu sẽ lắc đầu rồi. Thay đổi liền. Tức là đơn giản là vì mình ham sống. Mà sư, chúng tôi nói sư quý vị nghe, chết chưa hẳn là buồn mà sống chưa hẳn là vui, đúng không? Mất chưa hẳn là buồn, có chưa hẳn là vui đó. Có nhiều người có mà khổ lắm, phải không nè? Thất bại chưa hẳn là buồn, thành công chưa hẳn là vui. Tôi nói rằng là trong cuộc đời này, sự thành công của bạn là bạn đánh đổi từ nỗi khổ này sang nỗi khổ khác. Đồng ý không? Khi gì đi làm thì là nhân viên, là công nhân, khổ quá, phấn đấu để lên làm chủ. Mà khi quý vị làm chủ rồi đó nghe, đến cái ngày mà trả, thì cái người làm công á, nhân viên lãnh lương thì vui, mà cái người chủ trả lương thì buồn đó. Trời ơi, tới cái ngày mà trả lương cho công nhân đó nghe, mà gặp cái công ty mình chừng vài chục ngàn công nhân đi, quý vị thử nghĩ coi, thấy cái đầu luôn á, nát cái óc luôn á. Còn công nhân thì lãnh lương thì vui, tới tháng lãnh lương rồi mừng. Nhưng mà người chủ thì sao? Buồn. Cho nên đó là khi mà mình làm công nhân, mình ráng mình phấn đấu để mình thành công, để trở nên, thì xin thưa với quý vị, mình đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác. Đâu có khác gì nhau đâu. Thấy không nè? Người nào cũng khổ đó. Chủ nó khổ theo chủ, mà lính nó khổ theo lính, chứ đâu phải lính khổ không đâu. Cho nên thấm hiểu cái điều này. Vì vậy đối với chúng ta là không có mong cầu cái gì hết thì mình sẽ bớt đi cái sự khổ khổ đau. Người sợ chết ta chẳng kinh. Ngáp rồi ha. Sư Chánh Định giảng mà còn ngáp nữa, chắc thầy khác giảng chắc ngáp dữ à. Người sợ chết ta chẳng kinh, người ham cười nói ta dình lặng thinh, người tài sản ta tâm linh, người mang khổ lị ta rình đạo màu. Quý vị phải làm sao mà
khác họ sợ chết, nhưng mình thì không có sợ. Vì sao họ sợ chết? Thứ nhất là họ ham muốn tài sản của cải. Mà khi họ có tài sản của cải, họ ham muốn, họ phải sống để họ xài. Thấy không? Đó, người tài sản là họ ham tài sản. Ta tâm linh, mình tối ngày mình nghèo rất mùng tơi, nhưng mình có tâm linh. Thì cái người mà giàu mà họ có của cải thì họ phải ham sống, thì họ khổ à. Còn mình thì rinh đạo màu, tự tại an nhiên, đi đứng không có sợ. Bây giờ nghe nói rồi quý vị còn sợ chết không? Có người trả lời không, không như im ru chắc dù đó sợ lắm. Cái thật sự cái chết thì ai không sợ phải không? Đúng rồi, mình cứ an nhiên tự tại, sống được hôm nay thì vui được hôm nay, đúng không? Ai biết chết ngày mai? Không ai điều định được cái đại quân thần chết. Một khi thần chết hiện về rồi, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con dẫu có chí tình, hay chồng con dẫu có chí tình, cũng đành bất lực, làm thình đứng nhìn. Vỗ tay. Trước khi kết thúc, tặng quý vị thêm bài hát nữa. Đời giả tạm, cho bớt ham đi. Ham nhiều khổ nhiều, phải không nè? Mà quý vị có xác nhận là mình ham nhiều không? Có không? Đọc qua có không nghe? Thứ nhất, ham ăn, ham ngủ, ham tiền, có không? Ham khen, ham đẹp, ưu phiền, khổ đau, có không? Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc, khỏi vào chùa am. Còn ngồi trong đây là biết còn ham dữ lắm. Đời giả tạm sẽ khép lại buổi giảng hôm nay. Hôm nay quý vị nghe giảng có vui không? Thiệt không? Đừng có thương sư là nói vui đi nghe. Vui ha. Tặng bài hát nữa cho anh chàng vỗ tay. Trong chốn nhân gian nào đâu có gì phú quý vinh hoa tựa như án mây, chỉ là giả tạm mà thôi. Đời đâu có mấy khi vui, câu danh lời như giọt sương mai. Không biết thân ta ngày mai thế nào, sanh tử biệt ly buồn vui khổ đau. Kiếp người như giọt bèo trôi, rồi trong một phút buông xuôi, khi linh hồn đi vào xa xôi. Thôi tranh đua làm chi, hơn thua làm gì, đời tan hiệp khác nào bèo mây. Đời có vui đâu thôi, chớ bận tâm làm. Nay có nhân duyên được nghe pháp màu, nên gắng lo tu nguyện không dễ vui. Vui cùng tiếng kề lời kinh, nguyện cho tâm trí khai minh, mong cho đời không còn điêu linh. Nghe tiếng quân ngân lòng không dương trần, nay gắn lo tu ngày sao sướng thân. Tâm hồn sẽ được nhẹ lân, về vui với chốn chân tâm, đó mới là hạnh phúc yên vui.
nhiều khi cũng tuổi thân lắm, có yêu cầu hát bài nữa, mà thấy ca sĩ người ta hát con bài được tặng 8 bó bông, mình hát 8 bài không có cái bông nào hết mà đòi hát nữa. Nói vui thì thôi, hẹn quý vị lần sau nghe. Hết là lần sau lấy gì hát. Hôm nay Chánh Định vô cùng hoan hỷ được ni trưởng của chùa Thiên Minh mời Chánh Định về đây để gặp gỡ và chia sẻ với các Phật tử đang tham dự khóa tu một ngày bắt quan trai tại chùa theo thông lệ hàng tháng. Chúng tôi giảng bài pháp này quý vị thấy có vui không? Có hay không? Có hoan hỷ không? Giống như cái này trò khen thầy quá vậy, mèo khen mèo vậy. Có cái gì dở không? Không có gì dở hả? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sự hiện diện của quý vị trong buổi chiều hôm nay đã giúp cho Chánh Định đã hoàn thành xuất sắc bài giảng chiều hôm nay. Trước khi dứt lời, Chánh Định xin nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho ni trưởng, ni chúng và tất cả chư Phật tử chúng ta thân khỏe, tâm an, sức khỏe, bình an, gặp được nhiều thuận duyên trong cuộc sống và được tiến hóa trong Phật Pháp, cuối cùng đoạn tận khổ ưu, thành tựu được chánh trí, chứng ngộ niết bàn trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.